Hôm nay em có một cái bếp Greenlight đời 2017 luôn, đời mới. Đời 2017 nè, em nè. Đó. Tháng 10 2017 rất là mới nha. Lò nướng inox nè. Còn mới keng luôn nè. Đó. Mới tinh luôn. Nhìn đây. Rồi, lửa thì xanh lì. Rất là nhạy. Lửa là nướng nè. Đó. Xanh mịn luôn. Đó, giảm lại. Đó. Nướng mực, nướng cá, nướng tôm thì đều ngon ha. Rửa rất là đẹp nha. Tiết kiệm ga nữa. Ở đây nè, ở trên bếp mà. Bông lửa lớn, lửa xanh, xanh trong luôn. Mặt men, bên này là 3 ngọn lửa, bên này là 2 ngọn lửa, là nướng. Mã số nè, mặt men ha, mặt men xám lông chuột. Rất là đẹp, mua về dễ dùng thôi. Vệ sinh sạch sẽ rồi. Đời 2017 rất là ít dùng.